Phùng Ngọc Huy xác nhận đã hoàn thành thủ tục bảo lãnh con gái La Vi sang Mỹ. Mới đây trao đổi với phóng viên, ca sĩ Phùng Ngọc Huy xác nhận với sự giúp đỡ của bạn bè và người thân, anh đã hoàn thành các thủ tục để bảo lãnh con gái sang Mỹ định cư, chỉ đợi các giấy tờ chính thức là bé sẽ lên đường ngay. Anh muốn con sang Mỹ sớm để ổn định chỗ ở và các nhu cầu học tập, làm quen với cuộc sống ở một môi trường mới. Có thể thời gian đầu sẽ khó khăn với bé, nhưng với sự giúp đỡ của ba ruột và người nhà, hy vọng bé sẽ quen dần. Phùng Ngọc Huy chia sẻ, tôi mới nộp hồ sơ, bắt đầu từng bước xây dựng đường hướng để đón bé qua. Sắp thành gà trống nuôi con, Phùng Ngọc Huy không tránh khỏi lo lắng vì cô bé cũng đang vào giai đoạn thay đổi tính cách. Nhưng anh yên tâm vì bên cạnh có chị gái hiện cũng đang sống ở Mỹ và nhiều người khác sẵn sàng giúp đỡ cho ba con lời khuyên. Tôi hồi hộp suốt mấy ngày qua và chắc không thể ngủ được. Trên suốt chuyến bay về Việt Nam, tôi háo hức gặp mọi người, đặc biệt là con gái. Bình thường, hai ba con gọi điện nói chuyện rất vui, nhưng không biết lúc gặp trực tiếp con sẽ phản ứng thế nào. Ca sĩ nói, anh cho biết đã dặn La Vi khi nào ba về nhà thì qua nhà ông bà nội để sum họp. Và bé đề nghị được đưa theo hai cô bảo mẫu. Hiện, con gái Phùng Ngọc Huy sống cùng hai cô bảo mẫu, đã chăm sóc cô bé từ nhỏ. Trước ngày về nước, Phùng Ngọc Huy tranh thủ học nấu ăn vì muốn trổ tài làm thịt kho và canh súp cho con gái. Anh muốn hoàn thiện bản thân để trở thành người cha tốt, là một chỗ dựa vững chắc cho con gái. Bé La Vi, tên thật là Phùng Ngọc Thiên Như, là con gái của Phùng Ngọc Huy và cố diễn viên Mai Phương. Phùng Ngọc Huy từng tổ chức tiệc thôi nôi cho La Vi, sau đó qua Mỹ khi bé được hơn 1 tuổi. Sau khi Mai Phương qua đời, gia đình nhờ các bảo mẫu tiếp tục nuôi dạy bé. Nam ca sĩ ở Mỹ nỗ lực làm việc để lo sinh hoạt phí và chờ ngày gặp con. Anh trải qua thời gian vất vả khi hòa nhập cuộc sống mới, phải bán hàng online.